ngày 22 tháng 4 năm 2021, theo lời mời của Tổng thống Joe Biden, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu do Hoa Kỳ tổ chức. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức. Ông Biden đã mời hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến kéo dài hai ngày bắt đầu vào thứ Năm ngày 22 tháng 4 giờ Mỹ. Sau khi đưa Hoa Kỳ trở lại thỏa thuận Paris năm 2015 về cắt giảm khí thải carbon toàn cầu, Bắc Kinh và Washington đã liên tục xung đột về một loạt vấn đề từ ngược đãi nhân quyền đến sự chi phối kinh tế của Trung Quốc đối với các quốc gia khác. Tháng 3, các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên tại Alaska. Tuy nhiên, cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí gay gắt và không mang lại đột phá ngoại giao nào. Tuần trước, đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry đã đến Thượng Hải để gặp người đồng cấp Trung Quốc trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên tới Trung Quốc của chính quyền Biden. Cả hai đều nhất trí về các hành động giảm lượng khí thải vào những năm 2020 các cuộc đàm phán cũng đánh dấu việc nối lại đối thoại về khí hậu đã bị tạm dừng trong thời chính quyền Donald Trump, người đã rút khỏi thỏa thuận Paris từ ngày 4 tháng 11 năm 2019. Trong thông báo năm 2017, Tổng thống Trump khi đó nói rằng hiệp định khí hậu là một ví dụ về việc Washington tham gia một thỏa thuận mà chỉ mang lại lợi ích cho các quốc gia khác và gây bất lợi cho Hoa Kỳ. Đây cũng chính là việc tái phân phối lại của cải của Hoa Kỳ cho các quốc gia khác. Nó khiến công nhân và người nộp thuế ở Hoa Kỳ phải hấp thụ chi phí do mất việc làm, lương thấp hơn, thiếu điện và phải đóng cửa các nhà máy, sản xuất kinh tế giảm sút nghiêm trọng. Theo Quỹ Di sản, sự tham gia của Hoa Kỳ vào thỏa thuận này sẽ tiêu tốn 20.000 USD cho mỗi gia đình người Mỹ và 2,5 nghìn tỷ USD cho GDP quốc gia đến năm 2035. Việc tái gia nhập thỏa thuận khí hậu Paris đã nhận được nhiều bình luận tiêu cực từ các học giả và các nhà phân tích. Họ cho rằng thỏa thuận khí hậu Paris sẽ không có tác dụng giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu, trái lại làm tăng chi phí đóng thuế của Hoa Kỳ cho các quốc gia khác như Ấn Độ và Trung Quốc, những quốc gia không thể thực hiện được cam kết của mình theo thỏa thuận. Hơn nữa, việc tái gia nhập hiệp định Paris có thể được sử dụng để chống lại các công ty Mỹ sẽ làm vô hiệu hóa lợi ích địa chính trị của Hoa Kỳ, lãng phí nguồn nhiên liệu hóa thạch phong phú của đất nước này, theo The Times.